Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là sáng sớm ngày 12 tháng 1 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga xin cập nhật tiền thất nghiệp cho 50 tiểu bang về cái số tiền 300. Và sau đó thì Nga xin được phép là chia sẻ cái phần mà quý vị đã vào chia sẻ và sau cái cái việc mà reopen cái do claims hoặc là không reopen hay như thế nào thì Nga xin chia sẻ quý vị với cái phần đó. Và có quý vị thì gọi vào thì bảo là reopen, có người thì bảo thì không và sau đó thì Nga xin là chia sẻ cái câu hỏi là muốn khai lại có hồ sơ khi mà đã ngưng một thời gian không thì như thế nào. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga, đồng thời là ủng hộ kênh, nhấn like, nhấn share, tại vì cái kênh của Nga là cũng một cái kênh nhỏ đó quý vị. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đầu tiên là Nga sẽ đọc và theo cái những tiểu bang, theo cái thứ tự ABC và Nga sẽ chia sẻ là trong đây là người ta đã cập nhật cái bảng này là từ PUA nha quý vị. Thì trước đó là Nga cũng có chia sẻ cái cái đường dẫn đó quý vị thì quý vị cứ vào đó là quý vị tự xem và trước đó quý vị cũng có hỏi thì Nga cũng có chia sẻ và dưới cái phần mô tả đó là Nga cũng cập cập nhật và Nga kèm theo cái cái trang yeah, PUA và đầu tiên là tiểu bang Alabama. Tiểu bang Alabama thì có số tiền 300 này là người ta đã là đang trả rồi nha quý vị. Là bắt đầu trả là ngày 7 tháng 1 nè, người ta đã trả được một tuần rồi, còn 10 tuần nữa nè. Alaska thì hiện tại là người ta đang cập nhật cái hệ thống thôi chứ người ta chưa có trả ra. Là theo cái thông tin là cái 11 tuần nhưng mà cũng chưa có trả tuần được tuần nào. Arizona đang trả và cái ngày đắt bắt đầu là người ta đã trả là ngày 5 tháng 1 rồi và hiện tại là đã trả là được là ngày được một tuần rồi được cho một cái tuần là 300 đó quý vị Arkansas là cũng giống như là tiểu bang Alaska thì cũng đang là cập nhật cái hệ thống mới bắt đầu thôi và cũng đang là chờ cái thông tin từ ở bộ lao động hướng dẫn và 11 tuần vẫn chưa trả được tuần nào California hiện tại á, là người ta nói là đang thực hiện cái chương trình này. Tất nhiên là người ta chú thích ở đây là ai, quý vị nào mà đã nhận UI hoặc là EB là chương trình mở rộng hoặc là UI cho cái W2 á, thì quý vị là đã được trả rồi này. Tất nhiên là trước đó là, là các anh chị cũng có vào chia sẻ dưới cái phần video của Nga là đã trả từ ngày 3 tháng 1. Còn những quý vị anh chị á, là PUA và PEUC là hiện tại là vẫn vẫn đang chờ cái thông tin từ thông báo từ tiếp tục của EDD Colorado thì hiện tại là cũng vẫn là đang bắt đầu là thực hiện cái chương trình cập nhật hệ thống vẫn đang chờ từ chỉ dẫn từ bộ lao động vì một số các anh chị ở bên tiểu bang Colorado là cũng hỏi nga đó dạ thì hiện tại là chưa nha quý vị hiện tại thì theo cái bản thông báo này thì chưa và 11 tuần cũng chưa có trả tuần nào hết Connecticut thì đang trả và ký ngày bắt đầu là đã là ngày 6 tháng 1 là đang trả và đã trả được một tuần. Delaware là cũng là đang trả và ngày 4 tháng 1 là đã trả được một tuần còn 10 tuần nữa. DC là cũng đang cập nhật cái hệ thống đang thực hiện cái um, cái chương trình này và cái ngày mà trả là người ta đưa ra đó là, là ngày 6 tháng 1. Florida là cũng đang trả như quý vị và cái um, cái tuần á mà người ta trả đó là ngày 11 tháng 1 này quý vị Tất nhiên đó là ngày 11 tháng 1 là mới ngày hôm qua thôi Còn nếu như mà anh chị nào mà chưa có nhận được á, thì đợi thêm một ngày nữa ha Để mà kiểm tra thì về trong đây đó là người ta nói rằng là người ta bắt đầu người ta trả là 11 tháng 1 Và cái người ta có trả tính lại tính lại cái um, cái khoản mà đã chưa trả không? Chứ như là cái tuần mà chưa trả ví dụ như là từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 chẳng hạn thì người ta hỏi là cái ngày nào có trả ngược lại không? thì người ta nói là có tính lại không á là người ta nói là có nè yes người ta trả lời trong này là yes như nên là mấy anh chị à, các à, à, quý vị á ở tiểu bang à, Florida là an tâm cho cái phần đó người ta có trả lời yes trong đây cho trà là người ta đang à, đang trả, tất nhiên đó là cũng có một số anh chị là nhận đứt chưa chưa đó quý vị, thì có chia sẻ với cái phần video của nga là các anh chị là đã nhận được rồi. còn trong đây là người ta nói là cái payment payment pending, tất nhiên đó là chưa có hoàn tất, đang uh, có tiền rồi nhưng mà chưa có gửi tới quý vị á và chưa có đưa ra, chưa có chuyển vào cái tài khoản của quý vị. đó là cái chương trình là PUA đó quý vị ha. Tiếp tục là Hawaii, Hawaii cũng là đang cập nhật cái hệ thống nha quý vị dạ, Và người ta cũng chưa có ước tính được ngày nào Thì hôm trước Nga cũng có có vài anh chị hỏi thì Nga cũng vào, Nga kiểm chứng lần nữa vào trong cái trang của sở lao động Thì người ta nói là khi mà có cái tin tức á, có thêm cái um, cập nhật á, thì người ta cập nhật ở trên cái trang của sở lao động Idol là đang trả và cái ngày trả là ngày 6 tháng 1 đã trả được một tuần Illinois là cũng đang trả là ngày 7 tháng 1 là đã trả rồi và đã trả một tuần. Và các anh chị ở Illinois cũng vào chia sẻ dưới cái phần video của Nga là cũng nói rằng là đã nhận được rồi. Indiana là đang cập nhật cái hệ thống là quý vị. Và nếu như mà quý vị nào mà nhận cái chương trình UI hoặc là EB là mở rộng á, là W2 á, thì đã trả nè. Người ta nói là trả là ngày 11 tháng 1. Đó. Còn mà người ta nói là đang thực hiện cái chương trình này thì đối với những quý vị, quý vị nào mà đang nhận cái P, PUA là 1099 đó ha là người ta đang cập nhật cái hệ thống cho quý vị. Cũng như là Iowa, Kansas và Kentucky là cũng vậy nha quý vị. Và trong đó có cũng là đang cập nhật cái hệ thống, đang thực hiện cái chương trình đang mở đầu. Thì à, cái chương trình đang chờ cái thông tin từ Bộ Lao động. Và Iowa thì cũng có đưa ra cái ngày ước tính là cái ngày 15 tháng 1 là sẽ tả trả. Cho nên là quý anh chị nào ở bên Iowa thì là cái ngày này nè, 15 tháng 1. Còn Kansas và Kentucky thì người ta vẫn mới cái thực hiện chương trình thôi. Đang chờ cái thông tin từ bên Bộ Lao động. Louisiana, là đã trả, đang trả và đã trả là ngày 4 nè quý vị. Đã trả ngày 4 và đã trả được một tuần rồi. Cũng có một vài anh chị ở bên Louisiana hỏi Nga đó thì à, hôm trước á là vào á, thì người ta cũng nói là đang cập nhật thông tin và đang chờ và yeah, còn à, cũng là cách đây cũng là hơn 2 tuần. Dạ yeah, thì cũng có anh chị là Nga vào á, thì Nga thấy là có cái chương trình này và Nga đã chia sẻ với chị và chị đã nói là có cho làm làm lại hồ sơ chính là reopen á của chị là phải reopen bên Louisiana. Dạ yeah. và chị đã làm và chuẩn bị là cho phần certify. Đó đó là bên Louisiana nha quý vị. Tiếp theo là Mê cũng là đang um, cập nhật thông tin, chưa có nhận. Maryland là đang cái hệ thống đó là một vài anh chị có chia sẻ là Maryland đã nhận được rồi yeah. và bắt đầu cái ngày trả là ngày 6 tháng 1 nha quý vị còn nếu như mà anh chị nào mà trường hợp PUA mà chưa có nhận á trong đây á, là người ta nói là payment pending chứ là các anh chị phải chờ mà hôm trước là có vài anh chị vào xác nhận là các anh chị đã nhận cái số tiền 300 rồi Massachusetts cũng đang nhận và cái ngày cũng đang trả và cái ngày 9 tháng 1 là ngày đã bắt đầu trả và trong đó là đã trả một tuần. Michigan cũng đang cập nhật thông tin nếu như mà anh chị nào mà UI hoặc là chương trình mở rộng thì đã nhận được là ngày 11 tháng 1 nha quý vị. Tất nhiên là mới hôm qua. Minnesota and Mississippi là cũng đang ký. tất nhiên là người ta đã cập nhật cái hệ thống rồi và bây giờ là người ta đang làm cái tiền á, đang làm tiền lương á, đang cập nhật cái số tiền 300 này á, để mà gửi đến quý vị. Yên là ngày 5 tháng 1 và Mississippi là đã trả là đã là cập nhật là ngày 4 tháng 1. Thì quý vị sẽ nếu như mà ai chưa nhận thì sẽ sớm nhận được. Missouri thì đang bắt đầu, mới bắt đầu thôi và đang chờ cái thông tin tin tức từ ở bộ lao động. Montana cũng đang thực hiện chương trình và cái ngày trả là ngày 10 tháng 1 là ngày ước tính. Norasca là đang trả và ngày 8 tháng 1 là đã trả và đã trả được một tuần. Nevada cũng là đang cập nhật và ngày trả là ngày 6 tháng 1. New Hampshire là ngày trả là ngày 8 tháng 1 nha quý vị. New Jersey là cũng đang là thực hiện cái chương trình và chưa trả cái tuần nào hết. Là New Mexico đã đang trả nè quý vị là ngày 12 tất nhiên là hôm nay nè là người ta nói rằng là trả hai tuần tất nhiên đó là người ta trả một lần hai tuần đó là sau đó là bắt đầu là cũng có thể là người ta mỗi tuần người ta trả đó thì trước đó là nga cũng có đọc vài cái thông tin trên cái trang sở lao động của những tiểu ban khác người ta nói là quý vị là không có lo lắng người ta sẽ trả đủ là 11 tuần cho quý vị và new york là cũng đang là trả nè là đã trả được ngày 4 tháng 1 và đã trả được một tuần. North Carolina là cũng đang trả và cái ngày trả đó là ngày 5 tháng 1. Và North Dakota là đang là cập nhật và sẽ trả là cái ngày 7 tháng 1 này quý vị. Kế tiếp là Ohio cũng đang cập nhật cái hệ thống và cái ngày ước tính là 19 tháng 1 nha quý vị, hơi lâu quá ha. Oklahoma là mới bắt đầu, chưa có trả. Oregon là cũng đang cập nhật, cũng là gần đến rồi quý vị. Quý vị nào bên Oregon nè, à? đó là ngày trả ngày 7 tháng 1. Nếu như mà quý vị chưa có nhận PUA, chưa có nhận được thì quý vị cũng không có lo lắng đâu. Pennsylvania cũng là đang cập nhật. Và nếu như quý vị nào mà UI hoặc chương trình mở rộng thì người ta trả là 12 tháng 1. Pennsylvania Rose Island là cũng đang trả ngày trả tháng ngày 8 tháng 1. South Carolina là cũng đang thực hiện cái chương trình và ngày ước tính là ngày 9 tháng 1. South Dakota là cũng là đang cập nhật cái hệ thống đang bắt đầu thực hiện và ngày ước tính là 13 tháng 1. Tennessee là cũng đang trả nè quý vị, ngày 5 tháng 1 đã trả nè, trả được một tuần. Và Texas là cũng đã đang trả và trả được một tuần là ngày 8 tháng 1. Utah là đang cập nhật cái hệ thống và ngày ước tính là người ta nói ngày 10 tháng 1. Vermont là đang trả và 11 tháng 1 nè và người ta trả được 2 tuần và yeah. cho nên là quý vị ở bên tiểu bang Vermont là quý vị được trả 2 tuần ha vị trí nhà and Washington là cũng là đang cập nhật cái hệ thống và vị trí nhà ước tính là ngày 14 tháng 1 Washington tiểu bang Washington là ngày 15 tháng 1 là ước tính có một số anh chị bên Washington cũng chia sẻ đó dạ yeah. vị West Virginia là đang trả nè quý vị, cũng có vài anh chị là chia sẻ, và yeah rồi ngày 4 tháng 1 là đã trả và đã trả được một tuần. Wisconsin là đang cập nhật cái hệ thống và chưa biết được cái ngày nào là cái ngày ước tính. Wyoming cũng như vậy cũng đang thực hiện cái chương trình và cái ngày ước tính là ngày 16 tháng 1. Một câu hỏi của chú ở bên Texas, chú nói rằng lúc trước là chú apply PUA đã nhận tiền thất nghiệp vài tuần nhưng sau đó đi làm lại nên ngưng, không có khai nữa. Giờ bị thất nghiệp lại muốn khai lại tài khoản sử dụng được nhưng khi mà đăng nhập vào cái phần payment request thì nó cứ hiển thị hai cái tuần của tháng 6. Trong khi chú muốn khai thất nghiệp là từ tháng 12, ở cái giao diện payment request thì không có cái này ngày nào mà cho mình chọn thì phải làm sao. Trong cái trường hợp này à, có là không có thấy một reopen thì Nga xin thưa với chú rằng và các anh chị nào nằm trong trường hợp này thì vì trước đây á là có nhiều anh chị đã chia sẻ rằng trong cái trường hợp này thì các anh chị cần phải gọi vào sở lao động để mà người ta mở ra cho quý vị chứ nếu như mà quý vị vào sớ từ phai như cái ngày mà không có đúng như vậy thì cái hồ sơ nó lại bị rắc rối thêm nữa cho nên là con cũng thưa với chú á và quý vị nào nằm trong trường hợp này thì cần gọi vào sở lao động để mà người ta đưa cái ngày chính xác vào cho quý vị và cho chú và Nga cũng cảm ơn chú hỏi. Cái phần cuối cùng Nga cũng xin được phép chia sẻ là nhất là cái phần reopen sau rồi và bên EDD. Thì trong đó đó quý vị thì Nga cũng xin thưa rằng là cái thông tin mà Nga chia sẻ là quý vị để tham khảo thêm đó quý vị chứ Nga cũng không muốn là vì cái chia sẻ của mình là Nga chia sẻ từ cái thông tin ở trên cái trang sử lao động nhưng mà nhiều khi cũng không biết cái hệ thống có thể là do cái hệ thống nó lại à, nó thể tự động nó đưa ra là trước cái video là mấy ngày trước đó thì Nga cũng chia sẻ đó thì à, từ từ đó là reopen hoặc là không reopen. Dạ yeah. tại vì là do cái hệ thống có thể là do cái hệ thống nhưng mà hôm qua đó thì người ta đưa ra cái thông tin như vậy. Cái, cái tin tức như vậy thì Nga chia sẻ thì có một số anh chị nói là hôm Chủ nhật là các anh chị trước đó các anh chị vào reopen thì các anh chị nói là được và người ta cho số file là ngày 17 có người là nói ngày 24 và có anh chị nói là reopen được nhưng mà bây giờ là sở lao động nói là um, không có cần reopen rồi cũng có anh chị nói là Reopen bình rồi thì không sao hết phải đợi đó cho nên là cái thông tin đó mà ngài chia sẻ lại từ các anh chị là bên edd thì chia sẻ lại như vậy thì nha cũng chia sẻ lại cái thông tin như vậy và cái cái um, dĩ nhiên là cái quyết định cuối cùng là của các anh chị và dạ, vì là các anh chị sẽ coi có hồ sơ của các anh chị và tiếp tục đó là coi cái email để người ta chỉ dẫn như thế nào đó là cái điều quan trọng. Tại vì hiện tại cũng EDD á, nếu như mà cái hệ thống người ta bị á, mà cũng không hiểu sao người ta cũng không có chưa có đưa ra cái thông báo nào liền là cấp bách để trong cái trường hợp này để mà cho người dân an tâm thì Nga cũng chưa thấy cái thông tin đó quý vị. Sáng sớm nay Nga lên Nga cũng chưa có thấy mà nếu như mà Nga có thấy á thì Nga sẽ chia sẻ với quý vị hoặc là có anh chị YouTuber khác làm mà ví dụ vậy thì nếu như mà các anh chị có chia sẻ được thì có những cái thông tin kịp thời thì quý vị là đó là một điều rất là tốt. Và cái phần cuối cùng Nga muốn chia sẻ đó là khai lại hồ sơ thì nếu như mà các anh chị nào mà bị có hồ sơ mà đóng rồi thì các anh chị là cần phải gọi gọi vào sở lao động để mà các anh chị là cần là nói là khai lại á, tại vì nhiều khi bây giờ lên online á, lên online khai lại á là nhiều khi nó không có sẵn hoặc là các anh chị không biết là phải bắt đầu từ đâu và có nên hay không cho nên là tốt nhất là các anh chị là cần gọi vào sở lao động để mà trong cái trường hợp này cần khai lại thì người ta chỉ dẫn cho các anh chị. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.